nay đi lật đật quên mang cái mic đeo nói cho nó rõ, làm ra cái tiếng được tiếng mất anh em thông cảm. Anh này là Panasonic trợ lực Jin dành 26 nha các bạn, 1m50 lên đến 1m75 như mình. Hoàng mình sẽ quay con này, những cái con mà tương đối đẹp đẹp thì mình mới đưa lên YouTube thôi. Còn số lượng thì đâu phải chiếc nào cũng đưa. Rồi, xe trợ lực là gì? À, nóng mới đó mà cái nắng yên nóng quá. Rồi, tắt hết phần điện ha. Phần cơ không. 1m74, nặng 78 kg. Để cho các bạn hình dung cái tải và cái chiều cao. 78 kg mà các bạn thấy cái đạp, giò đạp, để ý cái giò đạp nha. Giống như không đạp đúng không? Quá chậm, không đi nhanh được. Ngưng cái chân vô số 2. Xe nặng hơn, chân nặng hơn, xe đi nhanh hơn. Chưa vừa ý, nặng nữa, cho xe đi nhanh nữa. Đó là ba chế độ, ba số phần cơ, không phải trợ lực. Anh em, nhiều anh em hiểu lầm cái này là trợ lực, không có nha. Cái này là mới phần cơ, chưa có điện đóm gì đây hết. Cảm thấy số 2 hợp lý với sức khỏe của mình thì cứ giữ sử dụng số 2. Tùy theo cái sức khỏe mà các bạn điều chỉnh phần số này. Đó là phần cơ, test phần cơ. Đến phần test máy, và mình sẽ leo những cái địa hình gần như chiếc xe đạp khó khăn. Các bạn thấy số 2, số trung bình mà thiếu đường phải dùng sức rất nhiều đối với những cái bãi cỏ nhẹ nhàng như vậy. Leo lên xi măng thì bắt đầu nó mới nhẹ, còn ở cỏ thì nó nặng quá. Đó là phần cơ không, nặng chân đúng không? Rồi khi mở điện thì trợ lực nó hỗ trợ như thế nào và tác dụng của nó như thế nào. Phần điện, máy thấp nhất, máy trung bình và máy mạnh nhất. Ở đây là đèn phía trước, các bạn để ý hình cục pin ha, nó sẽ đầy pin 90, 60 và 30, biết giống như xăng vậy, kim xăng, canh hết xăng thì đổ, hết pin thì sạc, đó là vậy thôi. Rồi trở lại vấn đề là trợ lực là gì. Đó các bạn ha, mới nhấn cái nhẹ là nó đi thiếu điện muốn hết bãi cỏ rồi. Trợ lực là khi các bạn dùng một lực của bằng đạp, tự động cái motor nó cuốn mình đi, nó làm nhẹ được nhẹ trong chân thì đó gọi là trợ lực. À, những cái bãi cỏ này gần như không đạp được đâu. Và các bạn để ý cái chân này, đó là trợ lực, chứ không phải trợ lực là cái phần này, và cũng không phải trợ lực là ngồi vặn ga. Đó, nhiều anh chị em đang nghiên cứu, đang tìm hiểu thì lại hiểu lầm vấn đề đó. Trợ lực là khi dùng một lực xuống bàn đạp nó búng mình đi, thì đó gọi là trợ lực. Trở lại đường trường, đường xi măng, tắt máy, đạp. Các bạn thấy nó đâu búng đâu, nó đâu có động cơ gì đâu mà nó búng. Chở gì sẽ đạp thường rồi. Rồi mở điện coi nó búng như thế nào, cái nào gọi là búng. Bạn thấy không, sự khác biệt rất lớn. Thằng kia thì nó búng, nó đẩy mình đi thì khoảng tầm 3 mét là mình hết chớn rồi, nhưng mà anh này khi mà mở trợ lực lên, nhấn là đã đi, thì đó gọi là trợ lực đó các bạn. Tùy theo cái sức khỏe, cái địa hình, cái nhu cầu của các bạn muốn sử dụng nặng nhẹ nhanh chậm là do phần này. Máy đẩy mạnh đẩy yếu là do sức khỏe, là do phần này. Đó, phải biết kết hợp. Đường đông quá thì không thể nào đi số 3, và đường vắng quá thì không thể nào đi số 1, biết giờ tới. Phải biết phối hợp giữa hai phần đó. Tiếp theo sẽ là phần chi tiết xe. Anh này thì ảnh có cái chế độ khóa cổ gió, có nghĩa là
gặt ngang, lựa cái thế nó đúng ha, là tự động nó vô cái khớp, là cái cách cái lại vô khớp, là khi các bạn để đồ nặng trên xe nó không có quặt cổ qua quặt cổ lại, lúc này nó khóa cổ nè. À, nó có lại nó chạy trên xung quanh phần cổ. Như anh chị em hỏi bẻ dày gãy cổ không, hư không? Không có hư nha. Cái này nó có cái lẫy nó trượt, mở hết kêu. Các bạn đi chợ đi búa về để đồ nặng nè, nó hay quặt qua quặt lại của một chiếc xe đạp, thì các bạn để dày thì nó tự động khóa lại hết. Chức năng của khóa cổ, của phần số, cái đó thì nãy mình đã test rồi, 1, 2, 3, càng nhôm, ghi đông bông tăng nhôm, khóa cổ thương hiệu của Panasonic, càng thắng nhôm, vỏ ruột zin của Bana, niền thép không rỉ, của Panasonic và cam inox qua đèn phía trước, 4 led của Panasonic. Về nóc zin khung sừng thép như giới thiệu nhiều ha, khung sừng thép là những cái điểm mà cái này, cái ống này nó nhỏ hơn cái này, nó lồng vô trong thì các bạn sẽ không thấy được cái mối hàn, nó hàn bằng cái gì thì mình không biết được. Khung sừng thép, còn khung sừng nhôm là Panasonic là gần như là ít thấy khung sừng nhôm lắm, chỉ có 10% là các bạn sẽ thấy thôi, còn đa phần là 90% khung sừng thép như vậy. Khung sừng nhôm là nó hàn nhìn vô mắt thường là thấy liền, gọi là hàng bẫy cá thấy liền. Nhưng mà Panasonic thường là 90% là nhôm và thép chứ không có nhôm. Cốp yên nhôm, tăng chỉnh chiều cao qua cái cốp này, người cao người thấp với lùng gì đó thì cứ chỉnh cái gai này. Ba gà zin về nóng, bộ phận số nó cho nhanh chậm nặng nhẹ nhờ phần này. Intel 3 nè, các bạn để ý nè, Nexus Intel 3 nè ha, nghĩa là cho 3 tốc độ, niền thép không rỉ và vẫn là cam inox, vỏ ruột zin, bộ thắng bi của Shimano bấu bằng 6 viên bi, không phải thay bố thắng, xài vĩnh viễn. Nhiều anh chị em cũng quay qua trách, anh báo tôi là xài vĩnh viễn, chưa có gì hết, một mùa mưa hai mùa mưa nó kêu ét, nó hư rồi, nó hết bố rồi. Thực sự tôi cũng chẳng biết nói gì với anh với chị nữa, cái gì để gọi là vĩnh viễn các bạn, nói chỉ là nói về văn chương và nói về cái sơ cái căn bản thôi. Nó bấu bằng 6 viên bi nghĩa là hư viên bi đó là dục, và 6 viên bi đó mình chưa bao giờ mình thấy ai khách hàng tới đây mà mình bán 6-7 năm rồi chưa thấy ai báo là thắng bi hư hết. Nhưng mà các bạn cũng phải biết là phải biết vệ sinh, chăm chút cho nó. Các bạn đòi được một chiếc xe Nhật chở các bạn đi ngày một, ngày nào các bạn cũng đi rửa, các bạn còn không biết rửa thì lấy gì các bạn kêu bền theo thời gian. Nhiều chiếc xe giống như chiếc xe cái bài viết vừa rồi, 3 năm rưỡi rồi ông chú cũng quay lại chiếc xe mới chát. Nhiều đứa học sinh tới 3 tháng sau thôi là xe cũ mềm, rửa còn không rửa, bơm bánh xe còn không biết bơm nữa, rồi vĩnh viễn đâu có được các bạn. Này, cái con tán màu đen, cái miếng nhựa màu đen này các bạn lẫy ra, dầu hôi các bạn bơm vô cho đất cát nó văng ra ha, rồi vô miếng nhẹ miếng nhớt là cái nữa là xài, vô nhẹ nhớt là xài, vệ sinh vô nhớt là xài, là cái đó gọi là dùng từ dân gian, dùng từ trong cuộc sống thì gọi là vĩnh viễn. Hư phải cái gì cũng phải hư chứ các bạn, vậy cũng lên trách móc nhau nữa, khổ lắm các bạn. Dàn chân trống các bạn thấy không, không có gì là vĩnh viễn, nhưng mà nói theo từ dân gian này, xài hoài không bao giờ hư. Nó trong trên đĩa, và đây là bộ tăng sên tự động ha, sên trùng tự động tăng luôn, Panasonic dè zin, giò nhôm và bàn đạp zin của Panasonic.
Các bạn thấy những con này trớn dữ lắm. Lý do là sao? Vệ sinh mỡ bò lại hết rồi. Vệ sinh sạch sẽ, mỡ bò vô lại hết. Dù nó là mới hay cũ, không quan tâm, vô lại hết. À, bên đây vẫn là giò nhôm và bàn đạp zin, lốc máy nhôm, ổ khóa zin của Panasonic. Quan trọng nhất vẫn là pin. Các bạn phải nhấn vô điểm này. À, bình thường nó không cho khóa đúng không? Nhấn xuống nó mới cho lấy cái chìa. Chìa khóa có Bana. Rồi. Ở trong đây sẽ là cục pin mới 100%. 100% mới. Cái ruột nó đây. Trong đây. Đem theo để minh họa nha, không có tặng kèm. Trong đây sẽ là một cái ruột mới 100%. Xài bằng điện 220. Ghim trực tiếp trên thùng xe. Ghim vào điện sinh hoạt. Nếu nhà rộng để dây sạc, kéo dây điện tới. Còn những anh chị em ở chung cư, dân công sở đi làm, vô để đỡ tốn tiền điện, vô công ty sạc, vô trường học sạc, tháo cục này ra, cầm thêm cục này sạc, đang đi hết pin giữa đường, ghé uống ly nước sạc ké. Tác dụng rất là độc đáo của dòng pin này. Mới 100%, bảo hành đến 6 tháng lận. Rồi, những câu hỏi ngoài cái video, anh chị em coi, tham khảo. Không hiểu, gọi alo nhanh, trực tiếp tư vấn. Cảm ơn các bạn.